Đây là đường máy đáng để du khách đầu tư về để làm trong ngành chế tạo máy, trong ngành trang trí nội thất. Đây là đường hàng mít mình cũng đã hoàn tất xong trên cái miếng sắt dày 15 ly. Du khách đi lùi á, giờ phải đẩy tới nè, lùi nè, đẩy nè, lùi nè, đẩy nè, lùi nè, đẩy nè. Thì cái con hàng nó mới đẹp được. Rồi, xong. Thì đây là cũng là dòng máy mít sử dụng cuộn dây 15 kg, hai khách hàng ha. Đây là mình cũng lắp cuộn dây 15 kg R70-6 sẵn rồi. Và máy nó có cho tặng kèm thêm cái này để mình tháo cuộn dây 15 kg mình gá vô đây để mình đệm lại cho nó giảm cái độ dài để mình gắn cuộn dây 5 kg, hai khách hàng ha. Máy thì có tính năng là hàng mít và hàng que. Máy thì được thêm một cái phần chất khí nữa và chất dây mặt ở giữa này là hàng. Máy thì chỉnh rời rạc, nhưng mà được cái ưu điểm là máy này nó sẽ đặt được dòng hàng và điện áp hàng. Dòng hàng là mình đặt trước, còn những cái dòng máy analog hay gọi là số, mình nói nôm na giỡn chơi vui á, máy mà chỉnh volt riêng, ampere riêng thì nó sẽ không bao giờ đặt được trên này. Giống như cái dòng G03 của gia xích hoặc là G31 á, mic 200G03 hoặc là mic 250G31 á, thì mỗi lần mình muốn dò được cái điện áp với dòng hàng mình phải bóp cò súng để cho dây nó ra, nó chạm vô vật liệu thì nó mới phản hồi, nó hồi tiếp về, lúc đó mình mới tinh chỉnh được, nó mới hiện lên màn hình. Thì máy này ưu điểm là mình đặt được cái điện áp hàng, đặt trước, mình giả định trước rồi sau đó mình hàng thì nó sẽ gần đúng tới cái số này, lúc đó mình tinh chỉnh lại một lần nữa. Ý nghĩa của cái việc mà đặt được điện áp và dòng hàng là nó như vậy đó, ý mình nói vậy. Còn cái kháng này thì không có hiển thị lên đây. Rồi bây giờ không tránh dông dài thì mình sẽ báo giá lại để quý khách hàng nắm được luôn ha. Máy thì có giá bán là 7,5 triệu với bao ship toàn quốc, và phụ kiện nó sẽ bao gồm những cái thứ sau đây: là một cái súng 3m đu châu Âu đầu Bana 200 nè, quý khách thấy không, một cái kìm hàng que cáp 25 ly vuông bằng đồng dài 3m miên man, một cái cọng kẹp mát cáp 25 ly vuông bằng đồng dài miên man nằm đây. Tặng thêm cho quý khách hàng là một cuộn dây 2,5 kg không dùng khí. Rồi bây giờ mời quý khách theo chân mình nha. Đó, mình nhắc lại lần nữa, 3m súng hàng đu châu Âu đầu Bana, một cái ống dẫn khí, 10 cái bét hàng, 3 cái chụp khí, một cái hũ sáp, một cái đôi bao tay da xịn hào, một cái kiến hàng điện tử 2 tròng. Hoặc là quý khách nào không thích cái kiến 2 tròng thì đổi qua cái kiến điện tử này. Còn hoặc là quý khách nào thích cái này thì lấy cái này, còn không thích thì lấy cái này. Bên cạnh đó có tặng thêm một cái đồng hồ CO2, một cuộn dây 2,5 kg không dùng khí E71T-GS, và dây nó chạy ra rất là nhanh. Rồi bật qua chức năng check wire đó, em nó tự chạy ầm ầm, quý khách thấy không? Đó, mình đang ngồi đây rất là thoải mái, tự do tự tại, dây nó đang chạy ra rất là miên man. Quý khách để ý nè, đây dây nó sẽ chạy đó. Rồi tắt nó đi. Quy tắc của hàng mít á, mình hàng phải đi góc từ bên này qua nha quý khách. Hàng có dùng khí á, mình đi từ bên này qua nè, như vậy á mình đẩy tới để chi, để nó có khí bảo vệ mối hàng. Còn quý khách đi ngược vậy cũng được, nhưng mà mình sẽ tốn một lượng khí rất là nhiều. Như vậy mình sẽ đi một đoạn từ đây đến đây là mình đi thuận để có khí bảo vệ, tại mối hàng nó vừa chung xuống đây nè thì cái lượng khí nó sẽ phủ lên trên cái con hàng này. Quý khách thấy mình hàng, ví dụ cho khách thấy coi nè, nó là cái con hàng nó sẽ có đủ khí bảo vệ. Còn mình đi ngược như vậy nó vẫn được, nhưng mà nó sẽ xu hướng á, quyết hàng nó vừa đâm xuống đây một lỗ là cái tay mình ve ngược thì khí nó sẽ bảo vệ phía sau mỗi hàng, cho nên cái con hàng nó có xu hướng nó sẽ không được đẹp bằng cái cách đi tới như thế này. Đó là tùy theo cách của quý khách hàng mà sẽ làm cho mình tốn khí hay không nữa. Rồi bây giờ mình chia làm đôi, một đoạn này mình đi tới, một đoạn này mình đi lùi, mời tất cả quý khách hàng theo dõi. Rồi xong. Đó, quý khách thấy con hàng nó chìm nghiệm rất là đẹp nè, thấy không?
Đó, quý khách thấy không? Rất đẹp. Rồi bây giờ mình đi ngược cho hết coi con đường nữa. Đây là cách chỉnh hàng đầu mỏng. Vô. Quý khách đi lùi á, giờ phải đẩy tới nè, lùi nè, đẩy nè, lùi nè, đẩy nè, lùi nè, đẩy nè. Thì cái con hàng nó mới đẹp được. Rồi xong. Con điểm nè. Vô. Rất là dễ bon ha. Rồi buông tay ra nó dính rồi. Bon điểm nữa. Dính rồi. Rồi tiếp tục mình hàng cho tất cả quý khách hàng coi nha. Đó, đó là sự ngọt ngào của em đó. Mình sẽ chuyển đổi bộ dây hàng không dùng khí 5kg cho tất cả quý khách hàng coi nha. Đây là cũng cái cách để mình thu hồi dây. Trước khi thu hồi dây mình sẽ cắt cái đầu dây của nó nha quý khách nè. Mình sẽ cắt cái đầu dây nãy mình mới vừa hàng xong nè, mình cắt hết thấy không? Đây là có viên bi nè. Mình cắt bỏ nó đi. Rồi. Chúng ta sẽ gạt cái cần đè dây này ra. Rồi quay nhẹ nhàng. Tay phải quay, tay trái mình giữ cái đầu dây đây nha quý khách. Để nó tránh cái sự bung ra. Đó, mình giữ nhẹ nhẹ, mình kiềm đây. Thâu dây vô. Rồi, đó, mình giữ lại nè, thấy không? Giữ dây, giữ tay lại để không thôi nó bung. Rồi, mình sẽ tiến hành mở cái này ra. Rất mình làm nhanh để video nó dài. Rồi, nhà máy nó cho thêm nè, chặn vô. Đó, rất là tiện quý khách thấy không? Bây giờ mình đi công trình, mình cần lắp ráp thì mình sẽ xách cuộn dây 5kg này thôi. Nó cũng ăn cái lỗ này. Vô trong cái chỗ này, lỗ này vô đây. Rồi, lắp nó vô. Rất là gọn nhẹ, đẩy nó vô. Rồi, gọn băng bắt rồi. Khóa này lại hết khách rồi. Kéo con dây này ra. Chúng ta sẽ lấy cây kìm. Rồi. Cắt cái dây này. Nào quý khách để ý nè, tay này nắm đây, cắt. Rồi, mình sẽ lòn nó vô đây. Sắp xong rồi, video sắp xong rồi, quý khách đừng tua nha. Đó, mình hướng dẫn video này là video cặn kẽ nhất. Rồi mình sẽ đẩy cái này ra đây. Mình cho nó chung qua nè. Dây nó đã được chung qua cái súng rồi đó. Khách coi lần nữa, check wire nè. Rồi, bây giờ mình sẽ vô mình hàng một đường thật là dày. Rồi mình sẽ hàng một đường thật là mỏng trên cái dây không dùng khí ở cái máy này. Mà muốn xài dây không dùng khí thì chúng ta phải đổi cọc nha. Kẹp mát chúng ta sẽ di chuyển qua dấu cộng. Rồi, kìm hàng. Cái súng hàng mít đó, chúng ta sẽ gắn qua dấu trừ. Nó ngược lại với thằng có dùng khí lúc nãy. Tiến hành hàng một cái đường không dùng khí trên miếng sắt dày 15 ly này. Mời quý khách theo dõi. Vô. Hàng dày mình cũng đã hàng rồi, chút mình chà ra cho quý khách hàng coi. Giờ mình hàng mỏng. Vô nè. Dính rồi thấy không? Thấy nó dễ dính không? Máy mà lớn á, nó dễ dính lắm. Rồi, bây giờ mình sẽ bon đầu bên này. Đó, rất là dễ dính ha. Rồi, mình sẽ tiến hành. Cái này không có kéo được nha quý khách, nó mỏng lắm. 8 gem mình sẽ bon lần lượt cho quý khách hàng coi. Mình đang để có 60A 16V 1 thôi. Rồi mình sẽ hàng nối đường này cho quý khách hàng coi hết luôn nha. Đây là chức năng không dùng khí của em máy mít 255 Tenja xịn hào này. Quý khách đang theo dõi mình hàng cuộn dây E71T-GS. Nếu mà mình gắn cuộn dây 15kg không dùng khí thì vẫn được. Nhưng mà mình khuyên quý khách hàng là nên xài cuộn dây có dùng khí tại xưởng. Và mình khi mình đi gia công lắp dựng đó, thì mình sẽ xài cuộn dây không dùng khí này ha quý khách hàng ha.
Rồi, vô chức năng cuối cùng là mình sẽ hàn que. Rồi, hàn đũa 4 ly, mời khách theo dõi. Quý khách đang theo dõi con máy MIG 255 đến từ thương hiệu Tenja Thái Lan, con máy mới nhất về hồi tháng 10 năm 2022 trên kênh Máy Hàng Em Quyền. Máy có những cái tính năng rất là vượt trội, có thể chỉnh đặt được điện áp hàn, đặt được dòng hàn MIG và cũng như là có khả năng hàn được dây có dùng khí CO2 bảo vệ, cũng như là hàn được dây không dùng khí E71T-GS, rất là hợp lý cho tất cả những cái xưởng vừa và nhỏ, cũng như những cái khách hàng làm bên ngành cửa sắt. Mình đầu tư một con máy như vậy thì thời gian khấu hao vốn rất là nhanh đấy các bạn ha. Đó, đây là sự tiện lợi của con máy MIG này. Đó, mình đang tiến hành hàn chức năng cuối cùng trên con máy là chức năng hàn que. Đây là đường hàn que 4 ly mình vừa thực hiện xong trên con máy MIG 255 đến từ thương hiệu Tenja. Này quý khách, máy nó được đóng vậy nè, mình khui ra rồi, bây giờ mình nói lại thôi. Máy đóng rất là kỹ càng, đó, thì, đó, máy thì sẽ, nó sẽ đặt trọn trọn lọt lòng vô trong đây, tấn mặt này, rồi tấn mặt này, nó sẽ có bốn cạnh tấn vậy, cho nó bảo vệ cái máy mà. Tấn bốn mặt. Rồi. Bọc đầu trùm lại, rồi tấn mặt bên này nữa. Mỗi bên một cái, rồi đậy nắp lại. Đó, trong quá trình vận chuyển thì kể cả đập tới nè, đập lên nè, đập bên này qua nè, đập trên này xuống nè. Đập bên này vô thì cái máy nó vẫn rất là an toàn trong quá trình vận chuyển nha quý khách hàng nha. Rồi. Đây là cái cách đóng gói rất là chắc chắn của nó. Rồi, phụ kiện quý khách hàng nha. Phụ kiện cho theo máy này là có một cái kìm hàn dài 3 mét. Bởi vì nó có chức năng hàn que cho nên có cho cái kìm hàn que dài 3 mét. Bằng đồng kiểu Mỹ, kẹp rất là chắc chắn. Thì để tránh mất thời gian, mình sẽ thử con máy này ở chức năng hàn que luôn. Mình sẽ gắn kìm hàn vô trong đây luôn. Rồi, nó có cho theo một cọng kẹp mát, bỏ trong cái bịch rất là dễ thương như vậy. Gỡ tay ra đi, cầm cái bao tay này khó lấy. Đây là một cọng kẹp mát, dài cũng 3 mét, 100% bằng đồng, mình gắn vô đây luôn. Rồi, đây là bộ đuốc hàng 24KD, xịn hào luôn. Đây. Model là 24KD, chiều dài là 3 mét. Rồi. Nhìn cái tay nắm nó rất là chắc chắn, gọn ghẽ, dễ thương. Rất là vừa tay với thợ hàng Việt Nam mình. Nó có một số loại súng thì nó làm cái tay nó hơi to. Nó đối với người Việt Nam mình, tay chân nó hơi nhỏ nhỏ thì cầm nó khó chịu. Nhưng mà riêng con này cầm rất là gọn tay. Thiết kế là có cái argo, cái lò xo chịu chỗ này, thì lúc đó mình xoay súng nó rất là dễ thương và nó rất là mịn, rất là dễ uốn éo cây súng. Nó có cái support ở đây nha quý khách ha. Rồi, một bộ đuốc dài 3 mét, 24KD, xịn hào, thấy rõ không em? Một đôi bao tay da, đây là phụ kiện cho theo. Một đồng hồ CO2. Giờ mình để tránh mất thời gian quý khách hàng, mình test chức năng đầu tiên là chức năng hàn que. Đây là chức năng tổng thể của cái máy. Máy mình có chức năng như vậy nè quý khách hàng nha. Chức năng hàn MIG, chức năng hàn que và chức năng hàn lip tích, có nghĩa là tích quẹt. Tích quẹt là mình sẽ chạm kim thì nó sẽ ra hồ quang. Nếu mà trong video này nó còn thời gian thì mình sẽ không, sẽ làm tích quẹt luôn. Rồi bây giờ mình hàn chức năng hàn que. Xong, mình sẽ tranh thủ thời gian, nó muốn lủng xuống cái bàn hàng của mình nè. Chết tôi. Để đó đi. Xong chức năng hàn que, quý khách nhìn nó, nhấn vô là tự nó chạy nhanh.
Nè, mình nhấn tay vô cái nút này nè, wide checking nè quý khách. Wide checking là dây nó sẽ tự ra nhanh. Đó, nó sẽ chạy ầm ầm ra luôn với tốc độ rất là nhanh. Ra rồi, ra tới rồi. Tới rồi nè quý khách. Rất hàng mít. Thì máy này nó có chức năng là hàng que, hàng mít có khí và mít không dùng khí, hàng được nhôm, hàng được inox, hàng được đồng. Cho nên là bây giờ mình sẽ làm từng video, mình làm từng cái trước. Bây giờ là mình hàng mít CO2 có dùng khí CO2, cho nên là cổng dây chuyển đổi này mình sẽ gắn vô dấu cộng. Rồi, mình siết chặt lại với anh khách. Đây là kẹp bát, mình sẽ cho vào dấu trừ. Quý khách để ép cuộn dây không cho nó ra thì con motor này nó vẫn bị tuôn mà nó không làm đứt dây đoạn này là mình đang lắp đúng. Nè quý khách thấy không? Mình đang cố tình không cho dây ra nha. Nè mình đè nè. Như vậy là dây ra nè quý khách thấy không? Dây đang ra nè. Như vậy là đủ lực rồi quý khách. Nhiều quý khách hàng cứ đè cái này vô thật là nhiều. Thì mình sợ video này dài thôi chứ bây giờ mình đè nhiều xuống. Mình đè nhiều xuống nha. Là mình không cho dây ra là nó sẽ bị đứt dây chỗ này. Do mình ép sát cái này quá đó quý khách. Quý khách ép sát này quá mà dây nó không chung ra đây được thì nó phải đứt ở trong này. Mình đang đứng ở phía sau cái máy nha. Tay phải mình đang hàng nè đó. Như vậy là không bao giờ hàng được rồi quý khách. Nhìn tay trái mình xe lên nè. Mình chưa biết luôn, mình chưa biết trên màn hình nó bao nhiêu luôn. Mình bắt đầu cảm nhận cái tiếng của nó. Rồi, mình đã cảm thấy là ok. Xong. Đây quý khách sẽ nhìn mình đã mới vừa hàng và cái máy tự mình chỉnh và nó sẽ ra con hàng rất là lộng lẫy như thế này đây. Rồi. Bây giờ mình sẽ bật qua chế độ 4T nha quý khách hàng nha. 4T là mình quý khách để ý cái tay mình không còn giữ cò nữa nha. Đó là 4T. Tất cả các chức năng hàng. Đây là mình mới hàng cho quý khách coi rồi. Đây là ở chế độ hàng sắt nha. Rồi. Bây giờ mời quý khách nhìn trong này nè. Cái máy đây là điều khiển thông minh nè. Bây giờ mình nói thêm từng chức năng tiếp nè. Đây là quý khách chỉ cần chỉnh một núm này thì mọi thứ nó sẽ được lập trình. Thế bây giờ mình vô mình làm cái độ mỏng cái nữa cho quý khách coi đi nha. Mình thử đại lên đây đi. Rồi mình thấy nó không được, mình xe nó lên nè. Rồi mình cảm nhận là nó ok rồi. Đó. Cái này.
Rồi bây giờ mình hàn cho quý khách coi trong cái góc của hàn mít này nha. Bon đây nha quý khách hàng nha. Đó, một đường. Hai. Rồi. Mình kéo đường này luôn nè. Đây là dòng máy mít 250 rất là thông minh. Đây là sử dụng công nghệ Synergic hoàn toàn thông minh nha. Là mình quý khách chỉ cần chỉnh một núm này thôi thì toàn bộ mọi thứ nó sẽ giải quyết cho quý khách hàng. Có thể hàng có khí, hàng không dùng khí, hàng sắt, hàng nhôm, hàng đồng, cái gì cũng rất là dễ dàng hết. Tính năng bên trong của nó là nó điều chỉnh được cái lượng volt mà bù hoặc bớt thêm volt. Thứ hai là nó chỉnh kháng thêm, phụ thêm nè. Thứ ba là nó chọn được đường kính dây thông minh nè. 8 gram CO2 nè, 6 gram CO2 nè, 1 ly CO2 nè, 6 gram xài inox đồng nhôm nè, 8 gram inox đồng nhôm nè, 1 ly inox đồng nhôm nè. Đó, toàn bộ những cái tính năng còn nằm ở phía bên trong này. Đây là máy hàn mít công nghiệp mít 250 GMA nha quý khách hàng nha. Máy đến từ thương hiệu Sanjo, Sanquiao. Đây. Do hãng Sanquiao Industrial sản xuất. Đây là số điện thoại của nhà máy. Đây là thương hiệu Sanjo. Máy có thiết kế theo trên nền tảng màu cam. Rất là đẹp. Mà luôn luôn giữ đúng một cái tông màu này và không bao giờ có một sự thay đổi. Đây là một nhà máy lớn. Đây là màu cam rất là tươi sáng. Nó mang tính chất đậm chất công nghiệp. Máy có sự thể sử dụng cuộn dây 15 kg. Đây là model máy là MAC 250 GMA. G M là mic, A là ạc, có nghĩa là máy hàn mic có chức năng hàn que. Nãy giờ mình review xung quanh rồi, bây giờ tới vô phần ở sau đít cái máy. Đây là máy sử dụng hai nguồn điện nha quý khách, 220 380 V. Đây ngõ này là cái chỗ để cắm đồng hồ sưởi CO2 36V AC. Đường này là để mình cấp khí vào hai cái quạt tản nhiệt. Đây là máy thông số của nó. Đây là dòng máy có công sức thật của nó, chứ không phải là điểu điểu gian gian dối mập mờ như trên thị trường. Nó sẽ có hai dòng điện vào. Đó. Ở trên này là nó thông số, nó thể hiện cho cái dòng điện 220 vào nè. Còn phía dưới này là thể hiện cho dòng điện 380 V vào. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ kết nối cộng dây CO2 vô. Cho theo máy là có 2m kẹp mát, cáp 25 ly vuông 100% dây đồng. Mình sẽ tiến hành gắn cái kẹp mát vô trước. Đây là mình đang gắn dây có dùng khí cho nên kẹp mát của chúng ta sẽ gắn vô dấu trừ. Rồi, cái cộng dây này thật ra nó là cây súng đó. Thì bây giờ cây súng sẽ kết nối vô dấu cộng. Máy này nó có khả năng xài được dây không dùng khí nữa nha quý khách hàng nha. Xài được dây có dùng khí và không dùng khí. Trong trường hợp hôm nay mình đang sử dụng cuộn dây là có dùng khí R70X6 0.8, cho nên mình sẽ gắn cái kẹp mát vô dấu trừ và cái súng hàn mình gắn vô dấu cộng. Và tiếp theo phụ kiện của em nó là cho theo một cái đuốc Bana dài 3m miên man, rất là xịn hào, 3m miên man, và 10 cái bét dự phòng, 3 cái chụp khí, một đôi găng tay, một cái đồng hồ CO2 có sưởi 36V. Nó đang lôi cuộn dây 15 kg chạy miên man ra đó. Rồi, dây nó đã lú ra ngoài đầu bếp rồi nè quý khách, thấy không? Rồi bây giờ mình sẽ vô chi tiết ra cái mặt tiền này. Đây là cái bảng control panel điều khiển thông minh một núm. Quý khách đừng bao giờ hiểu rằng là một núm này là cái máy hàn que gắn motor giống mình ưa nói những dòng máy trên thị trường. Đây là dòng máy thông minh thật sự, điều khiển bằng công nghệ digital Synergic. Synergic control có nghĩa là một cái công nghệ giả lập về cái ampere và cái điện áp họ đã lập trình sẵn vô trong này hết. Cụ thể đây, chúng ta chỉ cần xem một núm này.
Máy mic là một cái máy ổn điện áp, cho nên cái điện áp nó rất là quan trọng, chứ không phải là ampere. Ampere là chỉ là điều khiển tốc độ dây ra thôi. Nếu mà dây mà nó dư thì mình sẽ giảm lại. Thì lúc này cái khó của một con máy analog là gì? Mình phải kết, mình biết chỉnh cái volt. Nhưng đặc biệt con máy này nó sẽ giải quyết cho tất cả quý khách hàng cái sự lo lắng về cái việc là không biết điều chỉnh bao nhiêu volt cho đúng. Nó thì nó chỉnh là nó sẽ tự lập trình. Và sau khi mình giới thiệu xong cái mặt tiền này thì mình sẽ vô mình làm chứng minh cái điều mình vừa nói để quý khách thấy được cái sự tiện dụng của em nó nha. Rồi. Máy có những tính năng cơ bản sau đây. Khi mà mình sử dụng dây là không dùng khí, là đây là một ly, thì mình chỉ cần di chuyển cái phím mềm này đến cây đèn này. Nó ghi chữ plug nè quý khách. Plug là không dùng khí. Đó, đường kính là một ly. Hay còn gọi là plug này cũng có nghĩa là quý khách sử dụng dây chịu lực K71T mà có dùng khí CO2 cũng được. Đó. Đây là plug này là cũng là không dùng khí và cũng là dây chịu lực K71T 1 ly 2 có dùng khí CO2 bảo vệ, là mình chọn hai cái đèn này. Bên này là nó ghi chữ solid. Solid có nghĩa là dây đặc, là cái cọng dây giống mình đang lắp nè. Solid, solid là dây đặc, không có thuốc mà nó mạ một lớp đồng để chống oxy hóa thôi. Thì dây này là loại dây để sử dụng khí CO2 bảo vệ 0,8 ly. Đó, dây này là cũng dây đặc là R70X6 đó, 1.0 có khí CO2 bảo vệ. Rồi mình nhấn qua đây, nó viết chữ SS này có nghĩa là viết tắt của chữ stainless steel. Stainless steel chính là inox. Đây là khi mình chỉnh qua đây nó sẽ là hàng dây inox và nó là lập trình sẵn cho mình. Nè quý khách để ý nè, mỗi một cái thông số nó sẽ tự thay đổi. Nè quý khách để ý nè, mình cho nó minimum đi nha. Như inox nè, là nó qua 8 gem inox có dùng khí bảo vệ thì nó hiện 25A nè. Nó chỉnh sẵn cho mình là nhỏ nhất 25 nè, 14.6. Mình qua 1 ly là nó sẽ thay đổi hết là 3 volt, phải không ta? Để coi lại mới đây quên này. Đây 25 đúng rồi, nó thay đổi 2 volt, 25 rồi qua 1 ly nó là 27. Rồi mình di chuyển nè. Dây không dùng khí 1 ly thì nó là 35A nhỏ nhất nè, 13.2 nè. Dây 1 ly 2 là nó lên 55A là 15V nè. Đó là sự lập trình sẵn của nó. Quý khách phải đi rõ những cái này. Dây 8 gem có dùng khí là nó 35, nó đi với 15V2 nè. Hai mấy cái thông số hoàn toàn khác nhau, quý khách thấy rõ không? Người ta đã lập trình sẵn cho mình rồi, cho nên mình cứ chừng chọn vô đó. Đúng chỗ dây là mình sẽ hàng rất là ngọt. Rồi 1 ly là nó sẽ thay đổi nè, 47A và 16V5. Nó sẽ thay đổi cho mình sẵn từ đầu rồi. Đó là ý nghĩa của cái mặt tiền panel này. Toàn bộ những cái vật liệu hàng, dây sắt không dùng khí 1 ly hoặc có dùng khí K71T có khí CO2 đều chỉnh ngay chỗ này. Đó. Đây là dây đặc. Dây đặc có khí CO2 bảo vệ, dây inox 0.8, dây inox 1 ly. Rồi cái chữ Atlan này là cái gì? Mình sẽ nói sau, chút xíu mình nói liền. Còn bên này là cái phím mềm này là welding mode. Welding mode là để mình chuyển chế độ hàng. Cái đèn đầu tiên nó đang sáng chữ mic thì có nghĩa là mình đang ở chế độ hàng mic. Với cái đèn mình nhấn một cái, đèn nó sáng chữ MMA có nghĩa là metal manual arc, là hàng hồ quang tai hay còn gọi là hàng que. Nhấn một cái nữa nó nhảy qua chữ liptic. Liptic có nghĩa là hàng tích mà chạm kim trên vật liệu hàng, gọi là hàng tích quẹt đó. Rồi bây giờ mình sẽ vô chức năng hàng mic và mình sẽ sử dụng cuộn dây 8 gem có dùng khí CO2 bảo vệ và mình để ở trạng thái minimum nhỏ nhất, và mình sẽ tiến hành hàng cho quý khách hàng coi cái sự mịn màng của em nó nha. Tự chỉnh cho mình vô nè. Mình sẽ từ từ vô hết coi nè. Đối với cái hộp mỏng led này, hiện giờ mình xe lên 81A 16V8 là nó đã hàng ngọt ngào rồi. Đó, bây giờ mình sẽ hàng cho quý khách coi. Vô. Quý khách hàng nào chưa quen thì bon nha, bon giống mình nè. Nè, đầu tiên mình bon nè. Đó, quý khách thấy nó hàng ra y như một con máy mít sung không? Đó, y như máy tích luôn nè, nó sắp dãy cho mình nè.
Đó, quý khách thấy không? Sau khi nó đã trừ đi 2 thì á, cái con hàng bây giờ thịt nó sẽ nhô lên rất nhiều. Đó, quý khách thấy rõ không? Nó sẽ nhô lên rất là nhiều. Nói thật lòng với quý khách á, không có một con máy mít nào trên thị trường mà nó rẻ mà nó hàng đẹp như con máy này, mình dám khẳng định điều đó luôn. Đây khách nhìn nè, rẻ mà đẹp cực kỳ luôn, thấy không? Rẻ mà đẹp, hàng rất là dễ, ampe nhỏ xíu thôi mà hàng đồ rất là tuyệt vời. Đó, bây giờ mình đã đi hàng tới rồi. Hồi nãy mình hàng lùi, bây giờ mình đi hàng tới. Đó là rồi, hai thằng này nó phải dính lại. Rồi, như vậy á, thì khi mà quý khách hàng á, nó mới đạt cái độ nóng được của một miếng sắt dày 15 ly này. Đó, mình phải hở cỡ này đó, thì nó cái thịt nó mới chung dưới này nè, nó mới đạt được cái chất lượng của mối hàng được. Đó, bây giờ mình sẽ hàng cho quý khách hàng coi nha. Một máy này ưu điểm là hàng mỏng được, hàng dày được, rất là tốt nha quý khách hàng nha. Mình hỏi mình hàng mỏng mới vô cho khách coi rồi đó. Đó, bây giờ mình đang hàng đồ siêu dày luôn nè, dày 15 ly. Đó, hàng y như là có sung vậy đó, lùi về đó. Đó là cái cách hàng mít. Và bây giờ mình sẽ kéo một đường này nó để biểu diễn sức mạnh của con máy này cho quý khách hàng coi nha. Vô, mời quý khách theo dõi nha. Đây là đường máy đáng để quý khách đầu tư về để làm trong ngành chế tạo máy, trong ngành trang trí nội thất. Đây là đường hàng mít, mình cũng đã hoàn tất xong trên cái miếng sắt dày 15 ly. Nó mình đã hàng như vậy thì chắc chắn nó rất là chịu lực rồi. Đây là mình hàng một mặt và bên này một mặt nữa, rất là xịn hào ha quý khách hàng ha. Rồi, bây giờ mình sẽ hàng que. Rồi, chọt một khoát ăn ngay. Và bây giờ mình tiến hành mình hàng nha với khách hàng nha. Một con máy nó khỏe mạnh cỡ vậy đó quý khách. Rất là kinh khủng luôn. Rồi. Đó. Đây là cái khả năng đốt 4 ly khủng khiếp của con máy này nữa. Đang sử dụng điện một pha đó quý khách, nhìn nè. Bây giờ nhẹ nhàng tróc ra, đó, thấy không? Mời quý khách theo dõi nè, đó. Đây là cái khả năng hàng chịu lực và hàng trên đầu dày của em đó. Mời, xin thân ái chào tạm biệt quý khách hàng.